Đoan Trang và kỹ sư Nhật Linh xin kính chào quý vị khán giả, kính chào quý bà con đang đến với chương trình Giải đáp Nhà Nông. Thời gian gần đây thì Trung tâm Sản phẩm Sinh học AQ nói chung và chương trình Giải đáp Nhà Nông nói riêng đã nhận được rất nhiều những câu hỏi xoay quanh vấn đề chăm sóc lúa giai đoạn đẻ nhánh làm đồng. Và không để quý bà con đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng đến với phần giải đáp câu hỏi nhé. Câu hỏi đầu tiên của chương trình hôm nay là của anh Thi. Lúa nhà tôi xạ được 45 ngày, xuất hiện tình trạng bị xoắn lá, chớp lá bị cháy. Có phải bị rầy phấn không thưa kỹ sư và làm thế nào để trị hết bệnh này? Hiện tại thì lúa trong cái giai đoạn mà làm đồng 45 ngày thì nó dễ bị tình trạng dịch bệnh như côn trùng chích hút hoặc là những cái con côn trùng như là gầy phấn trắng, gầy nâu xâm nhập. Thì nó sẽ chích hút làm cho cái lá của mình nó bị vàng và nó bị xoắn như là hình thắt cổ lại vậy á. Thì cái tình trạng này nó sẽ ảnh hưởng đến năng suất cũng như là cái chất lượng giấy lúa của mình sau này. Thì đối với cái tình trạng này á, thì anh nên sử dụng cái sản phẩm MEBA. Thì nó đặc trị cái gầy phấn trắng, gầy nâu và những cái côn trùng chích hút như là mũi hành. Rất là hiệu quả từ trứng tới ấu trùng luôn. Dạ vâng. Vậy thì anh Thi cũng nên lưu ý là chúng ta sử dụng sản phẩm để tránh là lúa của chúng ta bị kém năng suất đúng không ạ? Câu hỏi tiếp đến là của anh Khang ạ. Lúa tôi được 30 ngày, có phun MEBA được không? Cách sử dụng thế nào để đạt được hiệu quả cao vậy kỹ sư? Lúa nhà anh Khang thì hiện tại là 30 ngày rồi, là nó sắp vào cái giai đoạn là đã đón đồng rồi. Thì mình nên sử dụng cái sản phẩm MEBA để mình phòng ngừa các côn trùng chích hút như là gầy phấn trắng, gầy nâu hoặc là những cái con mũi hành hoặc là sâu. Để phòng ngừa nó chích hút làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của nông sản của mình. Thì anh có thể sử dụng cái sản phẩm MEBA này pha với 200 lít nước để mình phun đều trên mặt ruộng để mình phòng bệnh. Thì cái gói MEBA này á, thì mình có thể sử dụng được trên diện tích là 2 công. Dạ vâng, câu hỏi thứ 3 là của chị Hương ạ. MEBA có thể trộn chung với các loại phân bón được không? 5 công lúa thì nên sử dụng liều lượng thế nào thưa kỹ sư? MEBA thì mình có thể trộn chung với nhiều cái loại phân bón thuốc khác để mình có thể rải trên bề mặt ruộng chung luôn. Nhưng mà mình hạn chế mình trộn với những cái thuốc hóa học có hoạt tính cao đó, thì mình chỉ cần pha với 200 lít nước. Đối với tình trạng phòng thì mình pha 200 lít nước mình phun, còn trị thì mình pha đậm đặc hơn là 100 lít nước. Thì cái mà tình trạng ruộng của chị nếu mà 5 công mà chị muốn trị bệnh thì mình có thể sử dụng 5 gói, còn nếu mà phòng bệnh thì mình có thể sử dụng từ 3 gói. Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo chương trình nhận được là của anh Dương ạ. Lúa tôi xạ được nửa tháng nhưng cây lúa kém phát triển, rễ ngắn và đen. Ruộng chỗ tôi có phèn nhiều, trời cũng nắng gắt. Có thuốc nào để khắc phục tình trạng này và cho lúa phát triển không kỹ sư? Hiện tại cái tình trạng nắng nóng kéo dài cũng như là ruộng nhà anh có phèn á, thì dễ làm cho cái cây lúa của mình nó bị ngộ độc. Thì làm cho cái rễ đen, cái lúa của mình nó lùn và vàng, kém phát triển. Thì đối với cái tình trạng mà ngộ độc này á, thì có thể nói là ngộ độc phèn, có bị xì phèn á, thì mình có thể sử dụng cái sản phẩm là Biosoy. Mình kết hợp thì mình pha với 400 lít nước, mình phun đều trên mặt ruộng. Đó, thì mình phun từ 2 đến 3 lần, cách 5 đến 7 ngày mình phun một lần. Thì nó giúp cho mình là cải tạo đất, hạ phèn, khử mặn và cân bằng pH, giúp giảm thiểu cái mà xì phèn cho cây lúa. Dạ vâng. Hiện nay thì tình trạng là hạn mặn cũng đang phát triển rất là dữ dội và sản phẩm Biosoy này có thể là một giải pháp tốt đối với quý bà con đó ạ. Và câu hỏi tiếp theo là của anh Bảo. Sâu đục thân lúa dùng MEBA được không? Trên nền thân khô hay nền nước thì được vậy kỹ sư? Sâu đục thân lúa thì trên lúa thì thường thường nó sẽ xuất hiện nhiều cái loại sâu bệnh như là sâu đục thân năm vạch hoặc là những con sâu đục thân hai chấm. Thì mình có thể sử dụng cái sản phẩm MEBA. Ngoài ra thì mình sẽ kết hợp thêm cái sản phẩm Olanset nữa. Thì mình vừa trị được sâu đục thân, sâu cuốn lá hoặc là những cái côn trùng chích hút luôn. Đó, thì mình có thể pha chung những cái sản phẩm này, mình phun đều trên mặt ruộng để mình phòng và trị. Những sản phẩm này nó sẽ truy tìm tiêu diệt trứng và ấu trùng, tránh lây lan cho những cái đám ruộng của mình xung quanh. Dạ vâng.
À, vậy thì vừa rồi thì đây là một giải pháp và có vẻ là giúp cho bà con nông dân yên tâm nhiều hơn đó ạ. À. Và vâng, câu hỏi tiếp theo đang Trang nhận được ở đây là của anh Giang ạ. À. Lúa tôi được 25 ngày, rễ bị vàng và cháy chớp. Cây lúa không phát triển như các cây lúa bình thường khác. Đó có phải bị ngộ độc hữu cơ không kỹ sư? Và làm thế nào để xử lý tình trạng này? Đối với tình trạng của cây nhà anh á, thì có thể do bị ngộ độc hữu cơ, ngộ độc phèn hoặc là khi bị tình trạng xâm nhập mặn thì nó sẽ làm cho cái bộ rễ cây lúa của anh á, nó sẽ bị tổn thương, bị đen, kém phát triển và nó sẽ không hút được các chất dinh dưỡng dẫn lên cây lúa. Cho nên cái bộ rễ của nó rất là quan trọng, nó làm cho cây lúa của mình bị lùn nè, bị vàng hoặc là cháy những cái đầu lá. Đó, thì mình cũng có thể sử dụng cái sản phẩm Biosoy kết hợp chung với cái sản phẩm VHAP để vừa cải tạo đất cân bằng pH mà vừa cung cấp humic, fluvic, amino acid và vi sinh để làm cho cái cây lúa của mình nó đẻ nhánh, đi rễ trở lại, nở bụi trở lại và nó phát triển cực kỳ tốt luôn. Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng là của anh Bảy Tính ạ. Lúa 45 ngày dùng gì để tăng đẻ nhánh vậy kỹ sư? Thường thường trong cái giai đoạn 45 ngày á, là cái giai đoạn đón đồng á, thì anh muốn đẻ nhánh thì anh có thể sử dụng những cái sản phẩm như là VHAP, Humic, siêu dinh dưỡng này. Anh kết hợp chung với là vô gạo để mình giúp cho cái cây của mình nó đón đồng, nó chắc hạt, nó dễ chỗ thoát cũng như là nó trong cái giai đoạn chỗ thoát với giai đoạn vô sữa của nó chín sữa thì nó sẽ tốt hơn, giúp cho cái cây lúa của mình nó chắc khỏe cũng như là nó chống đổ sập sau này. Dạ vâng, và vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng trong số ngày hôm nay rồi. À, và như thường lệ thì tiếp theo đây chương trình sẽ đến với một chuyên mục là tặng quà ngẫu nhiên cho một khách hàng có số điện thoại may mắn nhất. À, và sau đây thì Đoan Trang cùng với kỹ sư Nhật Linh sẽ thực hiện vòng xoay này để chúng ta cùng tìm ra vị khách hàng may mắn đó nhé. Dạ vâng, xin chúc mừng khách hàng có số cuối điện thoại là 638 và xin chúc mừng anh Bảo ạ. À, quà tặng ngày hôm nay chính là sản phẩm VHAP giúp cây bung rễ và nở bụi. Kỹ sư Nhật Linh có thể chia sẻ cho anh Bảo thêm về cái cách sử dụng của sản phẩm này để đạt hiệu quả tốt nhất thì không? Cái sản phẩm VHAP này là một cái dòng sản phẩm siêu dinh dưỡng cho lúa. Thì cái hũ này nửa ký thì anh có thể pha để mình sử dụng cho 1 hecta. Đó thì gồm thành phần như là humic, fluvic, amino acid và vi sinh. Cái sản phẩm này thì anh pha với nước, anh phun đều hoặc là anh có thể trộn, anh rải đều trên mặt ruộng đều được. Đó, cái sản phẩm này nó giúp kích rễ đi đồng và đẻ nhánh cực mạnh, xanh lá cứng cây và chắc khỏe. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì bà con có thể liên hệ qua số hotline bên dưới cũng như là Zalo OA để kịp thời gửi những câu hỏi về chương trình nhé. Cảm ơn quý bà con đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý bà con trong những số phát sóng tiếp theo với nhiều thông tin bổ ích khác nhé.